đó, đoạn ngựa đang dưới kìa nha, đi qua đi về nè, đó mình lên mình đi về nè, quá cho người đọc luôn rồi đó, thấy không? Không để ý mà té ăn cuộc nhậu có đi lên đi về đó, anh ta lên ầm ầm ok nào quý khách. Đi xong lên nè, rồi mấy người ta đi tiếp rồi nha, thì cái đó vui quá à. Mình đi xong rồi mình về nè, mình với ông xã leo về nè. Lên coi nó làm sao luôn nha. Leo đi không hỏi đâu, mình đi nổi nè. Lên từng tép luôn nè ha. Đó, là đi không hỏi đâu. Mình lên đó chắc là ướt rồi. Excuse me. Đó, lên đó chắc là ướt. Hết cái cảnh luôn. Ok. Đó, đây là cái cảnh là những cao. Cao dẫn xuống. Để mình đi qua đây chút, quay phim phim cái này. Đang trở rồi, bên đây mình cao nhìn xuống là mình đi một vòng trên cao ha. Nhìn ở trên cao xuống rất là đẹp ha. Thôi nào đó hát nào đó tàu nãy mình lên đó lên đây nè, nó lại là cái thịt nó như nọ đó đó, thấy cái cảnh đó ha, quá trời đẹp luôn, quá trời đẹp luôn. Leo là ở xứ này là leo là bự nhất à. Rồi đi xuống coi còn cảnh nào nữa không, đi về. Mấy người bên đó lúc nào không có người chứ, cái này đi Trà Nam không có người hả, cái này hồi nãy là mình đã xếp hàng rồi nè, xếp hàng chết ca luôn rồi đó, lên tới đâu xếp hàng chưa á. That's nice, you know. Oh, but look here, yeah. Quá trời đẹp luôn. Đó, hồi nãy mấy người đó đó. Trên cao nhìn xuống đường trên là đó. Quá trời đẹp luôn. Nãy mình ở trên đó đó. Giờ mình lên đây là we
ghê quá. Ghê quá. Wow. Đi xuống ha. Clip này mình coi rồi cho người nhà mình coi, cho mẹ mình coi rồi thấy cái cảnh đẹp ở cái Nara View 4 này ha. Mình nói phải coi là thấy nó ghê luôn á. Áp đi lên nhà mình tham quan. Cảnh này ta xếp hàng nè. Để được xuống tàu ha. Để được đi tham quan vòng vòng ha. Đó. Đó là nãy giờ mình trên cầu ha. Nãy ông xã nói thật mày nó cái tòa nhà đó đâu qua overlook. Ông không biết tới đâu. Đi xuống đi về. Đi về thôi, mình đã tham quan điểm khác này rồi. Bây giờ kiếm gì ăn? Mình lái qua lái qua New York ha. Sang tầm mình người ta cũng xếp hàng nè. Ở trên kia hồi nãy giờ chờ nhóc nha, người ta cũng xếp hàng, ta đi được, ta được tham quan nha. Tất cả các công viên nè, nhiều người ghê lớp thôi. Đây là cái công viên Marabo. Giờ lòng chuẩn bị cây chè đẹp quá. Có xếp hàng quá trời luôn, xếp hàng dài dài vòng 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 vòng, xếp hàng cái đường lên cái cầu đó ha, xong rồi đi nha. Ok, you can find restroom, I wait you garden. Đúng không hả? Đúng rồi, ok. Can I take the bus, go there, darling? No, we didn't get the bus ticket. What? Bus? I asked you to know. That's where they go. Oh, what? Trời, xe buýt luôn. Chúng ta đi đâu? Dạ. Yeah. Yeah. Okay. Đó, nãy rồi. Đó, cái này là trên thượng nguồn luôn nha. Đó, trên thượng nguồn đổ xuống luôn nè. Không? Đẹp ghê luôn. Đó, đổ xuống đó thật khác, còn bên kia gặp gặp. Đó lên. How to quên đi, they wear the color yellow. Did they walk down over there? Oh yeah, they ride over there. Go. Lên, ơi sorry. Sorry. Lên tụi ngồn luôn ha. Đó, cầu nè, cầu nãy cho mình nè. Đó. Cái này quay xuống luôn. Cái này dạng nó có độ cao hơn, cái sông biển đi xuống đẹp quá à. Đẹp gì đâu. Đi gần cũng phải.
ta, sợ người ta chửi. Nên để cái mặt mình vô nha. Cái mình lấy cái máy mình quay cái bản mặt ta là ta quọ quọ lắm. Nên mình để bản mặt mình vô đi, không ai chửi mình à. Nghệ sĩ đường phố người ta hát vòng vòng nữa ha. Rồi cái cảnh thành này là cái thác bự nha. Là cái thác bự nè. Chỗ này là chỗ bự nữa nè. Mới thấy anh đang bự đẹp. Cao hơn. Hồi nãy là mình đi hướng thằng kia, giờ mình đi hướng thằng đây. Trời ơi, mệt. Mệt một đôi luôn. Đó, cái wheel luôn đó. Đó, hồi nãy mình ở bên kia, mình quay lại bên đây nha. Bây giờ mình ở bên đây, mình quay lại bên đây. Bên kia á, bên Canada á nè, mình hồi nãy mình quay cái hướng kia, quay lại hướng này nè, nó đẹp mà chịu không nổi, đang đẹp chịu không nổi, mấy người đó ta xuống gần quá, chịu gần mình. Kia hồi nãy mình ở chút kia nha, đầu kia đó nhập vô bên đây và ở đây nó có cái tập ở vừa lúc tập nè, đó cái đó là tập gì đó vừa lúc đeo quần lên Canada. Em nói đúng là của bên Mỹ này ai nhà của nước bên kia. Style quá. Không thể nào cũng thể nói. Người Mỹ là đi chơi thích ngắm quá. Đi đi cho hết nha, biết một năm nó mới quay lại nha. Casino không à. Thích ngắm quá. Chỗ này thì cũng bên màu vàng đầy xếp hàng. Nhìn qua bên đó không? Đi dọc 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 luôn. Maybe they go to park. Go inside. Để tới đâu mấy người Mỹ thích hàng quá trời luôn. Con đồ con ta đồ quá trời. Ờ gió mát thì chịu. Okay. What? Okay, what mean? Okay, this is fun. Oh yes. Mình đã đang ở địa phận ranh giới của nước Canada và nước Mỹ, rất là gần ha. Giáp ranh giữa nước biên giới bên kia là Canada. Và cũng có nhiều người đã đi chơi mà. That's big girl, you see? Yes. This big girl, I told you. That's big girl. Cái thác bên này nó bự hơn thác bên kia nè. Thác nãy gầm gầm á. Thấy không?
tìm nha. Trời ơi, thấy chị không các bạn ơi? Thấy chị không? Có đẹp. Đẹp quá, trời đẹp à. Thấy gì không cả nhà ơi? Có ai thích không? Gần nó luôn, đi đường nào xuống vậy?
lên xe buýt về nè. Tự do ha, có gì sẽ chia sẻ tiếp ha, bye bye ha.